chấn động, sự thật tuyệt vời chưa từng có. Tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, bề trên ban phúc, thần tài mở kho ban cho lộc lớn. Gặp may liên tiếp, tiền bạc ào về, đổi đời giàu như vũ bão, đúng 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Vâng, thưa quý vị cô bác tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 thân mến, cổ nhân. Có câu, hữu tâm trồng hoa, hoa không nở vô tâm cấy liễu, liễu thành rừng. Trong cuộc sống luôn có những việc mà người ta dù có lao tâm khổ tứ thì kết quả cũng không được như ý. Cũng có những việc mà người ta làm được tựa như thật nhẹ nhàng, nhưng nếu đặt người khác vào vị trí đó thì lại làm mãi không xong. Ẩn sâu trong sự vô thường này của cuộc sống chính là đạo lý mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tục ngữ nói, nhân toán bất như thiên toán. Người tính không bằng trời tính, thiên ý trong câu nói ấy là sâu thẳm khôn lường. Con người vĩnh viễn không có cách nào tranh sức mạnh với trời được. Có thể nói câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên đã nói rõ ra huyền cơ ẩn sau sự thành công nơi thế gian. Mọi việc đều không phải là ngẫu nhiên, vô duyên vô cớ, mà là có nguyên do, có thiên ý. Mỗi một sự việc thành công đều không phải chỉ do sự cố gắng nhiều ít hay sự nỗ lực của một người mà quyết định được. Con người có trăm ngàn suy tính nhưng ông trời chỉ có một suy tính mà thôi. Nhưng chớ trêu thay, một suy tính này lại quyết định kết quả cuối cùng của lời giải của bài toán về vận mệnh con người. Dù cho con người có mưu tính giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa, thì trời sinh ra mỗi người một số mệnh khác nhau, có người bắt buộc phải trải qua những thời gian khổ cực, nhưng nhờ vậy họ mới biết trân quý những ngày tháng tốt đẹp sau này. Theo hé lộ mới nhất của giới chiêm tinh tử vi học, trong số 12 con giáp, tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 cầm tinh con gà, trời sinh số đắc tài phú quý, số này thuở trẻ càng khó khăn bí cực bao nhiêu, thì từ trung vận trở đi cuộc đời suôn sẻ thuận lợi bấy nhiêu, nốt phần đời còn lại tín chủ sẽ có cuộc sống dư giả, đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần, 10 phân vẹn 10. Đặc biệt, thầy tử vi tiết lộ rằng, trong 6 tháng cuối năm 2024 tới đây, chỉ cần tránh được 4 điều cấm kỵ này là vượng lộc an khang, công thành danh toại, quyền cao chức trọng, bản mệnh sẽ trở thành con giáp vừa giàu có, lại nhàn hạ sung sướng trăm bề, phúc đức đầy tay, tiền bạc đầy nhà, mọi khổ cực đều tan biến, nhường chỗ cho sự an yên nhiều tiền và viên mãn. Vậy, vận trình tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch này sẽ xuất hiện biến động gì? Cần cấm kỵ gì để xua các tị hung, cao nhân chỉ đường? Tất cả sẽ được luận giải ngay sau đây, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng phân biệt về người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Yếu tố thuộc nhóm đất, hướng tốt Tây Y, màu sắc hợp mệnh làm màu, tím, nâu, đỏ, hồng, cực âm, đá hợp mệnh đá thạch anh, số may mắn, ý nghĩa số 6, số thứ tự thứ 10, mùa sinh tốt mùa thu, tháng tốt tháng 9, tuổi hợp, người tuổi Sửu, người tuổi Tỵ, tuổi xung khắc, người tuổi Mão, tương ứng với tử vi phương Tây cung xử nữ. Tuổi Kỷ Dậu hay còn gọi là tuổi gà, là dấu hiệu thứ 10 trong hệ tử vi chiêm tinh học phương Đông. Người tuổi Kỷ Dậu là con người có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng, bởi vậy mà tuổi Kỷ Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Người tuổi Kỷ Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn, họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Kỷ Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng, mọi lời nói hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Tuổi Kỷ Dậu là những người khá quan trọng vẻ bề ngoài, họ dành nhiều thời gian để chăm chút bản thân, những người này rất tự hào về cuộc sống gia đình hòa thuận của mình. Bởi vậy, sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi, tuổi Kỷ Dậu thường trở về với mái ấm yêu thương để bên cạnh những người thân của mình. Đa số những người tuổi Kỷ Dậu giỏi kiếm tiền và biết cách quản lý mọi việc trong gia đình, họ là những người làm chủ, nắm giữ tiền bạc và quyết định mọi khoản chi tiêu, họ tính toán thật cẩn thận cuộc sống tương lai của mình và những người thân xung quanh. Tuổi Kỷ Dậu rất thoải mái trong vấn đề kinh tế, họ sẵn sàng chia sẻ tài sản, tiền bạc của mình cho những người đang gặp khó khăn. Tuổi Kỷ Dậu là những người sống theo nguyên tắc, kỷ luật và có khuôn mẫu nhất định. Khi làm việc, họ thường sa vào những lối mòn cũ kỹ, thiếu đi sự mới mẻ, sáng tạo. Tuy nhiên, sự cần cù, chịu thương chịu khó của những người tuổi Kỷ Dậu đã giúp họ xây dựng lên một sự nghiệp vững chắc, ổn định, có quyền, có tiền trong thiên hạ mà không phải ai cũng có thể đạt được. Tuổi thơ của những người tuổi Kỷ Dậu mệnh thổ thường gặp nhiều khó khăn, gian khổ. Bởi vậy, họ sớm ý thức và xác định mục tiêu phấn đấu, cố gắng trong cuộc sống, nhờ vào tài năng và ý chí kiên định. Những người này có thể vượt qua được mọi khó khăn,
thử thách và sau khi vượt qua được những điều đó thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ Kỷ Dậu ở phía trước, thành công càng ngày càng thêm rực rỡ. Người tuổi Kỷ Dậu mệnh thổ được quý nhân luôn ở bên mình, nên chẳng điều gì có thể cản được bước chân bạn, dễ dàng giành được vị trí cao như mong muốn. Tuy nhiên, thành công rồi chớ nên tự cao tự đại, nếu không dễ trở thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ tiểu nhân. Vận tài lộc của người tuổi Kỷ Dậu mệnh thổ chẳng tâm thường chút nào, tài lộc phần nhiều do chính tay bạn tạo ra. Một điểm nổi bật của con giáp này là rất biết cách giữ tiền. Có tiền trong tay là Dậu thổ sẽ nghĩ cách để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở. Trong mắt mọi người, đây là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì. Khi khó khăn ập tới biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công, làm nên đại nghiệp. Xem tử vi 2024 Kỷ Dậu nam mạng theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Kỷ gặp giáp tương hợp, gặp được thiên thời ví như quý nhân trợ giúp, làm việc gì cũng thuận. Xét về địa chi, Dậu gặp thì lâm cục diện nhị hợp, nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ, vận trình hanh thông, công việc làm ăn gặp nhiều cát lợi, có cơ hội thăng tiến mạnh mẽ, tiền bạc không ngừng gia tăng, gia đạo, tình duyên hay sức khỏe đều được cải thiện đáng kể. Xét về ngũ hành, bản mệnh được lưu niên tương sinh, gia đạo càng thêm hài hòa, đón tin vui trong năm, sức khỏe được cải thiện đáng kể, đau ốm gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi. Tiểu kết, xét về yếu tố can chi ngũ hành, tuổi Kỷ Dậu nam mạng sinh năm 1969 sẽ đón một năm cát lành may mắn, vượng quý nhân. Làm gì cũng có người hỗ trợ, công việc làm ăn thêm thuận lợi, tài lộc dồi dào, sức khỏe sung mãn, gia đạo vui tươi, đón hỷ tín ngập tràn. Nếu như 5 năm trước đó, vận thế của người tuổi Kỷ Dậu không được đẹp, thì đến năm 2024, giáp thìn tuế phá hy vọng sẽ có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Năm giáp thìn là năm đột phá của người tuổi Kỷ Dậu, nên tránh giao lưu với người tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Tuất để tránh bớt đi những trở ngại, khó khăn, phạm luật, bệnh tật. Vào năm giáp thìn, người tuổi Kỷ Dậu chỉ cần cẩn thận thì mọi sự sẽ khả quan. Về phương diện sự nghiệp và tài vận năm giáp thìn, vì người tuổi Kỷ Dậu có sao cát chiếu mệnh, cho nên về phương diện sự nghiệp, tài vận của họ sẽ cực tốt vào 6 tháng cuối năm. Người sinh năm 1969 Kỷ Dậu có vận khí tương đối tốt, có sao thiên ất quý nhân phù trợ, cho nên có thể mở rộng sự nghiệp. Đồng thời, Kỷ Dậu 1969 đại lợi về văn xương, lại có sao tuế phá trong năm giáp thìn, cho nên đại lợi về tiến tu, tất cả nên lấy sách lược dĩ thủ phi công. Tuy nhiên, năm giáp thìn là năm phá thái tuế của người tuổi Kỷ Dậu, là năm tu nghiệp, cũng là năm thoái ẩn của người tuổi Kỷ Dậu, cho nên họ cần khống chế không gian phát huy, trong đó người sinh vào mùa đông có nhiều đột phá vào cuối năm, tất cả đều nên bình thản, biết đủ làm vui để tránh nổi cáu, tự hoàn thiện mình và nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 6 tháng cuối năm này, chắc chắn sẽ lội ngược dòng ngoạn mục, đổi vận nhanh chóng, giàu có phát tài trong năm 2024. Tổng quan tử vi 6 tháng cuối năm 2024 tuổi Kỷ Dậu. 6 tháng cuối năm 2024 được dự báo sẽ là khoảng thời gian bình ổn của những người tuổi Kỷ Dậu. Mọi công việc của bạn trong nửa cuối năm sẽ nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè. Vì thế, bạn nên duy trì các mối quan hệ này thật tốt và thường xuyên chia sẻ để mọi người thông cảm và giúp đỡ bạn. Tuổi Kỷ Dậu là con giáp đứng thứ 10 trong số 12 con giáp theo tử vi. 6 tháng cuối năm 2024 vận may sẽ mỉm cười với bạn nếu bạn luôn đi theo con đường đúng đắn trong cuộc sống. Bạn nên trân trọng mối quan hệ với gia đình và bạn bè, năm nay sẽ thách thức bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Theo tử vi tuổi Dậu 2024, tuổi Kỷ Dậu gặp vận niên mã bị đao, tức ngựa chiến bị thương trong năm giáp thìn, hình ảnh này mang ý nghĩa về sự xông pha, làm bao công chuyện cho người này, kẻ nọ, để bản thân bị thua thiệt, nhưng nếu ta thận trọng hơn, suy tính kỹ càng thì sẽ chẳng hề hấn gì, ngược lại, còn được ghi nhận và đánh giá cao. Riêng về phương diện tình cảm, mọi thứ đi vào giai đoạn ổn định, gia đạo khá hài hòa, nhưng khó tránh khỏi lúc xung đột nhẹ, đừng lấy làm căng thẳng. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của cục diện phá thái tuế năm, nên thời gian này không thích hợp để bạn đầu tư mạo hiểm, tốt nhất nên tham khảo ý kiến chuyên gia về các vấn đề tài chính. Bạn cũng nên giữ thái độ dĩ hòa vi quý trong công việc, nên lắng nghe ý kiến của các bậc trưởng bối và tránh mâu thuẫn với đồng nghiệp. Năm nay sẽ tốt hơn nếu bạn quản lý tài chính cẩn thận, dùng tiền không mảy may lãng phí và luôn chủ động tích lũy một quỹ tài sản an toàn. Về công việc, sự nghiệp trong 6 tháng cuối năm 2024. Tử vi tuổi Kỷ Dậu chỉ rõ, thời gian này nhờ luôn tập trung vào sự nghiệp đang có, chăm chỉ, kiên trì nên dễ gặt hái được thành quả tốt nhất,
Sang năm nửa cuối năm Giáp Thìn này, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu như được vén màn mây mù che phủ để thấy trời quang hanh thông rực rỡ, mưu sự lớn nhỏ gì cũng gặt hái thành quả tốt đẹp. Quý nhân tam hợp nâng đỡ, đương sự phát huy tài năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tham vọng thăng tiến mãnh liệt. Theo đó, hiệu suất công việc tăng cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Tỷ Kiên xuất hiện, vừa thôi thúc tinh thần phấn đấu, vừa gia tăng sức chịu đựng bền bỉ, phù hợp cho những ai đã và đang trên con đường mở quy mô sản xuất làm ăn, dù có thời điểm chịu tác động của ngũ quỷ, đại diện cho thế lực ngầm che phủ ý chí. Những khó khăn khách quan từ thị trường hay tiểu nhân quấy phá, người tuổi Kỷ Dậu vẫn kiên định mục tiêu, tỉnh táo ứng biến, thu về kết quả đầy sức thuyết phục. Trong 6 tháng cuối của năm 2024 vượng quý nhân, thiên ấn đại diện cho người quyền thế và trưởng bối giúp sức, con đường thăng tiến của tuổi Kỷ Dậu thênh thang rộng mở. Lại thêm bộ đôi tinh tú Bạch Hổ và Phi Liêm ví như hổ mọc thêm cánh, dù rằng phải đối đầu với nhiều thách thức và khó khăn, nhưng sau tất cả, bản mệnh vẫn đứng trên đỉnh vinh quang. Nhưng nên nhớ, thành công không phải là chuyện một sớm một chiều, nó là sự tích lũy và nỗ lực lâu dài. Vậy nên, đừng bao giờ thôi cố gắng, khi đã chạm tay tới vinh quang cũng đừng ngủ quên, kẻo niềm vui ngắn trăng tẩy gang, tự chuốc lấy thất bại. Dự báo tử vi 2024 khuyên rằng, tuổi Kỷ Dậu nên sẵn sàng làm việc theo nhóm với đồng nghiệp, nếu biết chia sẻ kỹ năng của mình với người khác, thì bạn sẽ làm được điều tốt nhất cho bản thân mình. Ngoài ra, bạn nên học hỏi thêm các kỹ năng mới và mở rộng kiến thức để nâng tầm cuộc sống của mình và cuộc sống của những người thân yêu. Về tài lộc, mệnh lý tuổi Kỷ Dậu vốn đã vượng tài, rất có duyên với kinh doanh, buôn bán, đời sống vật chất nhìn chung khá sung túc, tiền hết lại có, không quá eo hẹp trong chi tiêu. Sang 6 tháng cuối năm 2024 lại được bán hợp quý nhân phù trợ, thêm liêm hổ song hỗ, vận khí tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng khởi vượng hơn trước rất nhiều, cả chính tài và thứ tài đều khởi sắc, nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng. Điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Theo đó, con đường kiếm tiền làm giàu không còn khó khăn như trước, trái lại xuất hiện nhiều cơ hội mới, quan trọng là tuổi Kỷ Dậu chủ động, nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Tháng tài vận vượng, nhiều cơ hội kiếm tiền nhất, tháng 9 âm lịch lợi cho kinh doanh bất động sản và ngành dịch vụ, ăn uống, tuy nhiên áp lực lớn, nhiều thị phi, tháng 12 âm lịch dịch vụ đi lại, ăn uống, bất động sản là những ngành hốt bạc dịp cuối năm cho người tuổi Kỷ Dậu. Tuy nhiên, do năm có hạn thái tuế, bạn nên cẩn thận quản lý tài chính của mình. Tử vi tài chính năm 2024 cho thấy, để tránh ảnh hưởng của đại hao, bạn không nên chi tiêu quá tay cho những thứ không cần thiết và ngừng việc đầu tư mạo hiểm. Hãy cân nhắc mọi khoản đầu tư trong nửa cuối năm nay và tập trung vào việc đạt được sự ổn định, an toàn và dồi dào về tài chính. Về vấn đề sức khỏe, người tuổi Kỷ Dậu sẽ tận hưởng sức khỏe tuyệt vời trong nửa cuối năm 2024, cả con cháu của bạn cũng vậy. Bạn có thể duy trì thói quen tập thể dục thể thao thường xuyên và lựa chọn một số bộ môn chuyên nghiệp để tác động đến cơ thể theo một cường độ và kỷ luật lớn hơn. Bên cạnh đó, hãy chủ động đi khám khi bị ốm vặt, không nên chủ quan bỏ qua chúng. Về tình duyên, gia đạo, tử vi 2024 tuổi Dậu cho thấy, 6 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn bạn nên tạo sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống để vừa tập trung phát triển sự nghiệp, vừa có thời gian gắn bó với người bạn đời của mình. Các cặp vợ chồng đang chung sống nên dành thời gian cho nhau, hỗ trợ và chia sẻ công việc với con cái khi sinh con. Bên cạnh đó, những người độc thân đang muốn tìm kiếm một nửa trong năm này thì nên mở lòng đón nhận tình yêu. Ngoài ra, hãy cởi mở với việc hẹn hò. Đừng vội vàng ra quyết định, hãy hẹn hò nhiều hơn và đảm bảo rằng người mà bạn lựa chọn phù hợp với tiêu chí và ý thích của bạn. Ngoài ra, tuổi Kỷ Dậu nên cần thêm nhiều gia vị cho đời sống tình cảm vợ chồng. Đừng quá bằng lòng với những gì bạn có mà tiếp tục cuộc sống nhàm chán. Hãy khám phá thêm nhiều điều mới mẻ để ngọn lửa tình yêu luôn bùng cháy trong cuộc sống của bạn. Thưa quý tín chủ, năm 2024 có thể là một năm đầy thử thách đối với những người tuổi Kỷ Dậu, nhưng vượt qua tất cả những khó khăn thì những điều tuyệt vời sẽ đến. Càng về cuối năm, tài lộc càng hanh thông thuận lợi, cuộc sống của bạn sẽ dễ chịu và thoải mái hơn nhiều khi đạt được mọi sự như ý. Tử vi tuổi Kỷ Dậu 2024 khuyên bạn nên sống thật với chính mình. Hãy chấp nhận rủi ro và cởi mở để có những thay đổi giúp ích cho cuộc sống. Khi bạn sống theo cách phù hợp nhất với bạn, cơ hội để thành công trong cuộc sống của bạn sẽ tăng lên. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Kỷ Dậu trong 6 tháng cuối 2024. Tử vi tuổi Kỷ Dậu 2024 tháng 6 âm lịch.
Thử thách cuộc sống đặt ra đòi hỏi người tuổi Kỷ Dậu cần phải cố gắng hết sức mình. Sự nghiệp có nhiều điều không như ý khi đồng nghiệp cản trở, cấp trên gây khó dễ. Nhưng càng là như thế, bạn lại càng phải vươn lên để khẳng định vị thế của mình. Tiểu nhân có thể xuất hiện gây cản trở cho sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu trong tháng này. Bạn cần hết sức tập trung, chú ý cho công việc, chớ vội nóng nảy vì lời khích bác của người khác rồi hành động sai trái, gây tổn thất cho danh tiếng bản thân. Chuyện kiếm tiền cũng chẳng mấy thuận lợi khi bạn không thực sự dồn tâm huyết vào đó. Con giáp này thường lơ là, không đủ quyết tâm, nên dễ thụt lùi so với các đối thủ. Nếu không cẩn thận, bạn còn rơi vào cảnh cháy túi vì mua sắm quá đà hoặc đầu tư không hợp lý. Chuyện tình cảm khá ảm đạm khi vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn với nhau. Người xưa thường nói, tuổi già như con trẻ, nên hai người trở nên hiếu thắng. Lỗi lầm xảy ra nhưng không ai chịu xuống nước, khiến mối quan hệ lâm vào bế tắc. Nếu công việc quá căng thẳng, bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy chứ không nên giữ mọi chuyện trong lòng, gây ảnh hưởng tâm lý. Sức khỏe thể chất và tinh thần là rất quan trọng, bạn phải giữ gìn thì mới có sức phấn đấu cho tương lai. Tử vi tuổi Kỷ Dậu 2024 tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 âm này, người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 gặp được các tinh nâng đỡ, vận trình có nhiều chuyển biến tích cực, đương sự được quý nhân nâng đỡ, nên có thể tìm được những dự án hợp tác tiềm năng, đối tác hợp chí hướng, công danh thành đạt. Nhưng trong thành công, may mắn chỉ là một phần, chủ yếu vẫn phải dựa vào năng lực của chính bạn. Chỉ cần chủ động giành lấy cơ hội cho bản thân thì ngày đổi vận chẳng còn xa nữa. Hơn nữa, sự chủ động cũng giúp bạn giảm bớt được khá áp lực lớn nhỏ. Các mối quan hệ xã giao của bản mệnh hết sức hài hòa nhờ có sự nâng đỡ của cục diện tam hội. Con giáp này dễ gặp được người cùng chí hướng với mình. Nếu hợp tác với những người như vậy, bạn sẽ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Tuy nhiên, thành công đến chẳng dễ dàng khi mà khối lượng công việc gia tăng, chính quan cho thấy với tinh thần trách nhiệm cao của con giáp này. Chỉ khi hoàn thành tốt nhiệm vụ thì bạn mới dừng bước chân. Không những thế, từ những sai sót bạn rút ra được bài học cho bản thân để hoàn thiện bản thân hơn. Hơn nữa, điềm báo tử vi cho thấy, trong tháng bạn rất có thể sẽ được quý nhân giúp đỡ kịp thời, nên nếu có mệt mỏi thì cũng chớ vội nản lòng nhé. Rồi mệnh chủ sẽ đạt thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra, kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng sẽ có được thành công như mong đợi. Dân gian quan niệm tháng cô hồn là tháng xui rủi, dễ hao tài tốn của, nhưng có vẻ với người tuổi Kỷ Dậu thì điều này không đúng lắm với bạn. Ít nhất là đường tài lộc của bạn không đáng lo ngại cho lắm, giúp những chú gà có thể yên tâm hơn rất nhiều. Việc kinh doanh, buôn bán trong tháng cũng đang tiến triển như kế hoạch, thu chi cân đối. Hơn nữa, con giáp này còn có khả năng quản lý tài chính khá tốt. Chỉ cần lên kế hoạch chi tiêu khoa học, đảm bảo tích lũy được khoản không hề nhỏ. Nhưng nói vậy không có nghĩa là bạn được chủ quan đâu nhé. Trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, cho nên tài vận của bạn đang duy trì ở mức ổn định thôi chứ chưa thể vượng phát. Tử vi tuổi Kỷ Dậu 2024 tháng 8 âm lịch. Vấp phải cục diện tương hình, vận trình tháng này của tín chủ khá ảm đạm, mưu sự khó thành, làm gì cũng trục trặc. Tháng 8 âm này nhiều thử thách đặt ra trước mắt người tuổi Kỷ Dậu, đòi hỏi bạn luôn phải ở trong tư thế sẵn sàng đối mặt. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh có thể bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp cạnh tranh dẫn tới việc không thể hoàn thành các công việc đúng hạn. Đôi lúc bạn nghĩ đến chuyện bỏ dở giữa chừng vì không còn muốn cố gắng nữa. Chuyện làm ăn cũng gặp nhiều khó khăn khi bạn liên tiếp phải đối diện với những biến động của thị trường cùng với sự cạnh tranh của đối thủ. Nếu bạn không bình tĩnh và tỉnh táo để đối diện thì dễ lạc mất phương hướng, chậm chân so với đối thủ, khiến đồng tiền chảy vào túi trở nên eo hẹp. Vì phải lo nghĩ nhiều việc mà tinh thần bản mệnh có dấu hiệu đi xuống, dễ suy nghĩ tiêu cực, nản chí, thậm chí bỏ cuộc nửa chừng, bạn cần nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần kẻo sẽ trượt dốc dài. Về phương diện sức khỏe, tuy không mắc bệnh nghiêm trọng nhưng tinh thần xuống dốc, dễ bị stress, cơ thể mệt mỏi, dễ ốm đau. Tử vi tuổi Kỷ Dậu 2024 tháng 9 âm lịch. Vận khí của tuổi Kỷ Dậu đang tăng tốc khá nhanh, kéo theo phương diện công danh sự nghiệp cũng đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Các tinh chính quan chiếu mệnh, con giáp này đang dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục theo hướng có lợi cho mình. Các vấn đề trong công việc được xử lý ổn thỏa, chẳng những vậy, nguyệt lệnh lâm mộc dục còn mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho con giáp này. Đặc biệt là các mối quan hệ rất rộng mở, nên không chỉ tốt cho chuyện tình cảm mà còn rất hữu ích ở cả phương diện sự nghiệp. Theo đó, con giáp này dễ gặp quý nhân trợ lực, đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn. Bạn có thể sẽ chinh phục được những nấc thang quan trọng trong thời gian này, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và việc bạn làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành,
Những khó khăn ban đầu do ngũ quỷ hung tinh quấy phá có thể khiến bạn lung lay ý chí, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được, tinh thần phấn chấn và hăng hái cũng khiến Kỷ Dậu sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó tích lũy kiến thức, học thêm từ những người đi trước để ngày càng hoàn thiện bản thân. Hơn thế nữa, những chú gà còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Nhìn chung, tháng mới cùng nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi Kỷ Dậu. Đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới, thì nay đã có thể bắt tay vào hành động. Cứ vững tin bắt đầu bằng những bước nhỏ, nhưng chắc chắn, theo thời gian thì hứa hẹn bạn sẽ bước lên những nấc thang cao hơn, ngồi ở vị trí vững chãi hơn. Tài lộc của người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 9 năm 2024 vô cùng vượng phát, một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía con giáp này. Bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo giúp tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những bạn làm kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về, hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng. Đặc biệt, với sự hậu thuẫn của các tinh thương quan, con giáp này tìm được nhiều mối làm ăn tiềm năng, cũng biết cách duy trì các mối khách hàng lâu năm để có được nguồn thu nhập ổn định cho bản thân. Bạn có thể tranh thủ dịp này để tăng các kênh quảng bá cho sản phẩm của mình, nhằm thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng thì việc buôn bán sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Có điều, cẩn thận khi ngũ quỷ hung tinh rình rập, bản mệnh cần rà soát hợp đồng, giấy tờ văn bản pháp lý thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm, nhẹ thì bỏ tiền túi đền bù thiệt hại, nặng sẽ dính dáng tới kiện tụng pháp luật. Tử vi tuổi Kỷ Dậu 2024 tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch, tâm điểm chú ý của đương sự là phương diện tài chính, tài vận có dấu hiệu nâng cao trong tháng này. Việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn, thu hoạch được nhiều nguồn lợi nhuận khả quan, nhờ vậy mà chất lượng cuộc sống được đảm bảo và nâng cao. Khi tinh thần thoải mái, bạn sẽ thấy mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng hơn, gia đạo êm ấm, vợ chồng, con cái hòa thuận là niềm hạnh phúc bạn luôn mong mỏi có được. Phương diện sự nghiệp cũng không có điều gì đáng lo ngại, có những thời điểm bạn phải tất bật với công việc, nhưng bù lại, thành quả thu về hoàn toàn xứng đáng, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Dù quá trình xảy ra trục, đây cũng là tháng thích hợp để làm việc lớn, vậy nên những ai có kế hoạch thay đổi công việc hoặc có ý tưởng làm việc mới thì nên tận dụng thời gian này để triển khai. Các thần xuất hiện, dẫn dắt nhiều cơ hội để bạn có thể giành thắng lợi trong công việc, hãy tiếp tục kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra. Dù có khó khăn trước mắt nhưng đừng ngại ngùng bước qua, nếu cần, bạn có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước. Với người làm ngành nghề tự do hoặc kinh doanh, buôn bán, tự mình làm chủ, công việc tiến hành thuận lợi đạt kết quả khả quan. Chuyện tình cảm cũng khá bình ổn nhờ ngũ hành tương sinh, người độc thân vượng vận đào hoa, đi đâu cũng được chú ý, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp, xóa tan những nỗi lo lắng và cô đơn trước đó. Các cặp đôi có đời sống hôn nhân êm đẹp, gia đình dễ có hỷ sự như con cái cưới hỏi hoặc sinh con. Sức khỏe của con giáp này có thể gặp một số vấn đề về suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, chạy đôn chạy đáo lo chỗ này chỗ kia. Chỉ cần chú ý tịnh dưỡng cơ thể, nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống tiết chế và khoa học, phòng tránh bệnh cũ tái phát. Tử vi tuổi Kỷ Dậu 2024 tháng 11 âm lịch. Đây không phải là tháng may mắn với người tuổi Kỷ Dậu do ảnh hưởng của cục diện tương phá, có điểm báo tiểu nhân rình rập, gây trở ngại cho công việc, do đó, phải luôn nhắc nhở bản thân bình tĩnh khi hành sự, các mối quan hệ cũng có thể bị ảnh hưởng xấu do thái độ nóng nảy của bạn, hãy luôn kiềm chế cảm xúc thật tốt, tránh phản ứng quyết liệt trước những lời nói kích động của người khác, bởi đó có thể là chiêu trò mà những kẻ ghen ghét gây ra để tìm cơ hội quật ngã bạn. Trong tháng Bính Tý, tài vận của người tuổi Kỷ Dậu không lý tưởng, có được, có mất, Tý Dậu tương phá, mang điềm báo có kẻ tiểu nhân gây điều tiếng thị phi nhằm lừa gạt, phá hoại về kinh tế. Khi hợp tác đầu tư, kinh doanh phải hết sức thận trọng, tránh nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt, dẫn tới thua lỗ. May mắn là đường chính tài kéo lại, chỉ cần bản mệnh tập trung, nỗ lực làm công việc chính theo đúng trình tự, kế hoạch đã đề ra là có thể gặt hái thu nhập khá, đủ để trang trải cuộc sống. Các khoản thu chi trong tháng tăng đột biến, nhất là về thời gian cuối tháng có nhiều việc lớn phát sinh phải dùng nhiều tiền, khiến tình hình tài chính của bạn khá eo hẹp. Vì thế ngay từ đầu tháng, mệnh chủ cần lên kế hoạch cụ thể cho việc chi tiêu, các khoản dự trù để tiền bạc không bị hao hụt quá nhiều, tránh áp lực về tâm lý. Tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu trong tháng này khá lý tưởng, không xuất hiện trục trặc nào quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi ra ngoài phải chú ý vấn đề an toàn,
nhất là vào buổi tối. Đồng thời đại kỵ lái xe sau khi uống rượu bia, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, nguy hại tính mạng của cả bản thân và người khác. Khi thấy cơ thể có dấu hiệu lạ, khó chịu, cần lập tức đi khám sớm để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh. Nếu có, tránh để lâu bệnh tình nguy kịch, vô phương cứu chữa. Với những cô bác mắc chứng mất ngủ, ngoài việc chăm chỉ tập thể dục thể thao đều đặn, duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý, cũng nên giữ tâm lý thoải mái, có như vậy chất lượng giấc ngủ mới được cải thiện. Tử vi tuổi Kỷ Dậu 2024 tháng 12 âm lịch. Tháng này, tam hợp thái tuế xuất hiện mang theo may mắn cho con giáp tuổi Kỷ Dậu về phương diện tình cảm, mâu thuẫn giữa vợ chồng được hóa giải, gia đạo khá yên ổn, an vui, chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Công việc cũng được tiến hành suôn sẻ, một vài khó khăn trong công việc sớm bị đẩy lùi, thay vào đó là nhiều cơ hội thăng tiến. Tháng này có thể mưu đại sự, hãy chủ động và xông xáo hơn để nắm lấy cơ hội phát triển sự nghiệp cho mình. Sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu có những bước phát triển vượt bậc. Thời điểm cuối năm này, bạn có thể hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà mình đặt ra từ trước đó. Với sự thông minh và tài hoa của mình, bạn có thể bình tĩnh khắc phục khó khăn, thậm chí mở ra hướng đi mới, giúp giải quyết công việc nhanh chóng hơn, khiến mọi người đều thán phục. Người có vị thế cao phát huy được tài chỉ huy, lãnh đạo của mình, không chỉ khiến cho cấp dưới tin phục, cấp trên tin cậy, mà còn tạo thiện cảm cho nhiều người. Con đường thăng tiến của bạn hiện đang rất bằng phẳng, chỉ cần giữ vững phong độ thì tương lai ắt sẽ còn tiến xa hơn nữa. Nguyệt lệnh trường sinh cho bạn nhiều thời cơ để thể hiện điểm mạnh của mình. Nếu biết nắm bắt đúng lúc, bạn ắt hẳn chạm được vào cơ hội thăng quan, tiến chức, được nhiều người ngưỡng mộ. Các mối quan hệ xã giao rộng rãi càng là yếu tố thuận lợi, giúp bạn đạt được điều đó dễ dàng hơn. Tuy nhiên, dù sự nghiệp tiến triển thuận lợi thế nào, bạn cũng chớ nảy sinh thái độ kiêu ngạo và lơ là. Chuyện làm ăn của người tuổi Kỷ Dậu phát triển trong tháng 12 âm lịch này, tam hợp thúc đẩy khiến mọi việc đều tiến triển nhanh chóng, giúp bản mệnh gặt hái được thành quả dù không phải cố gắng quá nhiều. Thời điểm này, bạn thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh, quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được cơ hội đầu tư, buôn bán có giá trị, đem về lợi nhuận không nhỏ cho chính bản thân, cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình xã giao, bạn cũng cần phải cẩn trọng hơn khi nói năng, hành xử. Đôi khi, những câu nói hoặc hành động vô tình khi cao hứng, nóng giận của bạn sẽ gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ lúc nào không biết. Nguyệt lệnh trường sinh cũng góp phần giúp bạn xây dựng quan hệ làm ăn. Những ưu điểm nổi bật của bạn sẽ giúp bạn dễ dàng lọt vào mắt xanh của đối tác. Những người có chức, có quyền hoặc cấp trên, đây chính là cơ hội để bạn thăng quan, tiến chức, đẩy mạnh làm ăn, mở rộng thị trường. Đồng thời, thực thần cũng mang lại nhiều cơ hội cho người làm nghề tự do, chỉ cần bạn có niềm tin vào bản thân mình, kiên định đi theo con đường mà mình đã chọn, nhanh nhạy trong việc nắm bắt thời cuộc, thì chắc chắn bạn sẽ nhận được một khoản tiền tương ứng với những gì mà mình đã bỏ ra. Lời nhắc cải mệnh dành cho tín chủ trong thời gian này. Điều cấm kỵ thứ nhất, thà giả ngốc một chút chứ đừng tự cho mình thông minh. Có câu, tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn. Trong đại dương tri thức, những gì bạn biết chỉ như một giọt nước nhỏ mà thôi, thay vì tự thỏa mãn, tự kiêu ngạo với chút vốn liếng nhỏ của mình, thì bạn phải học cách lắng nghe và tiếp thu thêm nhiều hơn nữa, có đối mặt với những lời nhận xét, phê bình gay gắt thì cũng phải nghiêm túc mà chấp nhận. Điều cấm kỵ thứ hai, thà giả nghèo chứ đừng khoe khoang giàu sang. Phải nhớ rằng, cuộc sống càng giản đơn thì càng thanh thản, sự phô trương hay khoe khoang hào nhoáng thường kéo theo nhiều mầm mống tai họa, thu hút nhiều kẻ tiểu nhân, kẻ nham hiểm thâm độc và ganh ghét bạn nhiều hơn. Nghệ thuật sống của người thực sự thông minh là học được cách nhường nhịn và khiêm tốn, nên nhớ rằng, hoa có thơm ong bướm ắt tự tìm đến mà không cần quảng cáo dùm beng. Điều cấm kỵ thứ ba, thà bị lừa còn hơn không dám tin một lần, có lúc bạn sẽ thất vọng vì đặt lòng tin không đúng chỗ, dẫu thế, đừng bao giờ tỏ ra bi quan hay chán nản, bất cứ lúc nào, bất kể điều gì có xảy ra, bạn hãy cứ trao tặng tấm lòng chân thành của mình. Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là nỗi lo sợ. Nếu bạn chỉ đắm chìm trong sự sợ hãi, sợ bị phản bội, sợ bị lừa dối mà không mở lòng thì đồng thời bạn cũng đang đóng lại các cánh cửa cơ hội tốt đẹp phía trước. Điều cấm kỵ thứ tư, thà khỏe mạnh cũng không cần đến công danh, lợi lộc. Nếu đặt hai thứ này lên bàn cân, chúng ta dễ dàng thấy được, dù không có công danh lợi lộc, bạn vẫn có thể sống tốt, nhưng nếu không có sức khỏe, bạn đánh mất tất cả chứ không chỉ là công danh, lợi lộc. Do đó, sức khỏe mới là vốn liếng quan trọng nhất mà mỗi người phải trân trọng và ưu tiên hàng đầu. Vâng, quý vị thân mến,
Trên đây là toàn bộ phần chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về luận giải chi tiết của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong 6 tháng cuối năm 2024. Ở đầy đủ các phương diện và chi tiết tử vi từng tháng, hy vọng rằng sẽ hữu ích với bạn và người thân. Trước khi khép lại nội dung ngày hôm nay, nếu quý bạn nào có thắc mắc về vận trình tử vi 6 tháng cuối 2024 của mình, thì cô bác anh chị để lại thông tin họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh âm hoặc dương lịch và câu hỏi cần được giải đáp, ban biên tập sẽ tư vấn cho quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Chúc quý cô bác anh chị luôn hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.